dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86 của Chính phủ, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 2715 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nâng cao hơn để tiến tới kiểm soát dịch đến ngày 15 tháng 9 như Nghị quyết 86 đề ra. Theo đó, từ ngày 23 tháng 8, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp. Song song đó, thành phố sẽ có nhiều chính sách chăm lo, an sinh xã hội cho người dân. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng trong ngày 22 tháng 8, hầu hết người dân đều đồng tình, ủng hộ các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch chặt hơn của thành phố đưa ra lần này. Có như vậy thì cuộc sống mới mong trở lại bình thường. Bởi nếu không mạnh tay, không quyết liệt thì dịch bệnh vẫn còn dây dưa và cuộc sống người dân sẽ thêm khó khăn. Thì là chỉ rất đồng tình nha, chỉ rất đồng tình. Tại vì mình phải có cái kiểm soát chặt để mà không còn cái tình trạng mà đi đi được nhiều quá, hiện tại quá nhiều. Mình phải có cái siết chặt để mà ổn định lại. Bà con mình nên bình tĩnh, đừng có mà xem những cái YouTube hay là những cái trang Facebook mà nó tùm lum, nó không chính thống thì thành ra là gây hoang mang. Tốt nhất nên nghe những cái tin chính thống là hay nhất để mình biết được. Mà hiện tại bây giờ mọi người đều đồng lòng đi, ở nhà là giúp mình đó, là giúp cho mọi người. Chủ trương này thì đương nhiên là nó đúng đắn và nó chính xác, nó rất là phù hợp với lại cái tình hình thực tế hiện nay. Và cũng mong là bà con nhân dân đó là trong thời gian tới là tiếp tục cùng chính quyền địa phương, chính quyền thành phố tiếp tục mình xây dựng cái vùng xanh này để cái vùng xanh này ngày càng được mở rộng trên toàn thành phố của mình. Trong cái thời gian giãn cách này thì tất cả các bà con trong khu phố đã được coi như kết nối Zalo, và đã những thông tin thì chúng tôi là truyền cho bà con hết, và bà con cũng đồng tình bằng cái sự thực hiện. Thì nó cũng có một, nó không hẳn là tuyệt đối, nhưng cũng có một số đông bà con nên ta đã thực hiện tốt. Thì dần dần thì nó sẽ đi đến cái hoàn thiện nhiều hơn. Chủ trương của thành phố lần này thực sự ra là cũng giúp cho người dân thành phố để tốt hơn về vấn đề về phòng chống dịch bệnh, và làm cho thành phố sẽ đẩy lùi cái dịch bệnh này tốt hơn. Bên chính quyền người ta cũng có những cái chỉ thị này cũng nhằm để đảm bảo là dịch bệnh sẽ đỡ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, để mọi thứ trở lại bình thường. Mình không tin tưởng mà mình không có hợp tác theo thì có khi là dịch nó còn bùng phát mạnh mẽ hơn. Hy vọng là cái đợt này nó sẽ tốt hơn và giúp cho thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường. Phải làm mạnh mẽ vậy đó thì nó mới giảm bớt được dịch chứ. Mình muốn cuộc sống bình yên trở lại phải vậy thôi. Thành ra là tôi muốn mong mỏi rằng mọi người đều phải giãn cách, tuân thủ 5K rồi làm đầy đủ mới đạt được yêu cầu. Mọi người thực hiện đúng thì dịch bệnh nó sẽ ngăn chặn lại được tốt hơn, nên mọi người nên ở nhà để mà ổn định lại, chứ đi ra ngoài đường nhiều quá không nên. Dịch bệnh của thành phố thì với người dân như chúng tôi thì phải chấp hành thôi, nhưng mà mong muốn rằng là chính quyền địa phương các cấp, các ngành về Sở Công Thương và các mặt trận tổ quốc và các siêu thị là cung cấp hàng hóa đầy đủ cho người dân để cho họ yên tâm trong cái vấn đề giãn cách xã hội. Bên cạnh các biện pháp tăng phòng chống dịch, thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn. Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ, miễn giảm tiền điện nước. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các quận huyện và thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện. Trong ngày 22 và 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh triển khai 500.000 túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn, chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 thực hiện. Tiếp đó, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, trung tâm này triển khai thêm 1,5 triệu túi an sinh. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương sẽ điều phối đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho thành phố. Trong sáng ngày 22 tháng 8, ghi nhận tại sảnh sân cao ốc B Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, nơi đây Cửa Food tổ chức bán hàng lưu động cho người dân sống ở khu vực này. Điều này kịp thời cung ứng thực phẩm dễ dàng hơn đến với người dân, giúp hạn chế đi xa mua sắm trong tình hình dịch bệnh. Trên tinh thần là phối hợp với lại phường 2, quận 10,
Bên chỗ Cố Phú có xuống hỗ trợ cho bà con ngày hôm nay là bán lưu động để giúp cho bà con có thêm một số sản phẩm, có thêm những cái thang cho những cái ngày sắp tới, nhà có thang của việc đi ra đường để mà mua sắm, có yên tâm có sản phẩm để mà dùng. Mình sẽ có là rau củ quả của mình, mì gói, nước tương, đường, bột ngọt, rồi có dầu ăn luôn. Để bên cạnh đó là có cánh gà, có những mặt hàng tủ mát như là kim chi, nói chung là đầy đủ cho một bữa ăn, có thể họ sẽ dùng cho những cái ngày tới. Theo như Cố Cút thì mình sẽ sử dụng là hình thức là bao tại chỗ, tức là sẽ có một bộ phận các bạn nhân viên sẽ là cửa hàng, và mình vẫn mở cửa hàng để phục vụ bà con trong cái khu vực cái phường của mình, và tức là những khu vực nào mà bà con được đi tới để mà mua, hoặc là có những khu vực mà không phải nằm trong vùng xanh không được đi tới để mua, thì mình sẽ dùng cái chương trình là Pick and Ship, tức là khách sẽ đặt hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng qua bên Zalo. Thì mình sẽ trả hàng sẵn, rồi sẽ có một cái đội ship của Ủy ban nhân dân phường sẽ hỗ trợ đưa cái hàng đó tới cho người dân.